Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và thưa quý vị, tiếp tục một chút cái thông tin về tập đoàn Wagner, mà một cái chết rất là bí ẩn và đến bây giờ chúng ta vẫn không biết rằng ai đứng đằng sau cái việc mà làm cho chiếc máy bay nổ tan xác, mặc dù những cái nghi vấn đang hướng về Điện Kremlin và với ông Putin. Và càng ngày có thêm sự kiện để chúng ta củng cố thêm cái sự nghi ngờ đó. Nhưng có một cái ý như thế này nè thưa quý vị, Prigozhin chết, Wagner như con rắn mất đầu. Và Wagner đã từng là một cái tập đoàn, là một tay sai rất đắc lực cho ông Putin, vừa cả cái chuyện là kiếm tiền cho Putin và cả tạo những cái thanh thế Putin khi mà Wagner có hiện diện ở rất là nhiều nơi trên thế giới và khai thác mỏ, khai thác năng lượng, rồi tham dự vô những cái cuộc xung đột ở những cái điểm nóng quân sự trên thế giới thưa quý vị, để mà bành trướng cái thế lực của Putin ở khắp nơi. Vậy mà bây giờ khi Prigozhin chết rồi đây nè, thì tương lai của Wagner gần như rất là vô định. Gần như rất là vô định. Bởi vì quý vị nhớ là vào hồi trong cái cuộc họp vào hồi tháng 6 sau cái sự kiện mà Prigozhin dám đường đột và đưa quân về Moscow đó, thì ông Putin có nói với những cái chỉ huy của Wagner rằng á, là có thể họ sẽ tiếp tục được hoạt động nhưng mà dưới một sự lãnh đạo khác. Lúc đó không biết rằng Wagner đã có ý thức được cái số phận mong manh của mình hay chưa, đã có dự cảm được số phận của mình hay chưa. Nhưng đó là lời của ông Putin nói vào hồi tháng 6. Và trong một cái cuộc phỏng vấn sau đó ở trên đài truyền hình quốc gia, ông Putin lại lặp lại một lần nữa, Nga Wagner không tồn tại vì luật pháp của Nga không cho phép các công ty quân sự tư nhân hoạt động. Rồi người phát ngôn của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cũng đưa ra một cái nhận xét tương tự và báo hiệu là Wagner không có tương lai ở Nga. Cho nên bây giờ thực sự là Wagner như một con rắn mất đầu và không biết số phận của họ trong cái thời gian sắp tới như thế nào. Mặc dù vào cuối tuần qua chúng ta đọc được những cái thông tin như là ông Putin bắt buộc tất cả những người lính của Wagner phải ký vào cái giấy là cam kết trung thành với lại Nga, với lại Bộ Quốc phòng của Nga. Nhưng thực sự cái số phận của Wagner rất là bi đát và Wagner đã từng là một tay sai rất đắc lực cho Putin thưa quý vị. Nói về ông Putin, Hoàng Vy cũng muốn thưa thêm một chút câu chuyện là một cái người rất là ủng hộ cho cái cuộc chiến tranh của Nga tấn công vào Ukraine và là một đồng minh rất là thân cận với ông Putin và là một tiếng nói tuyên truyền cho Điện Kremlin, đó là ông Vladimir Solovyov. Ông này đó là một trong những gương mặt truyền hình rất là ăn khách ở trên đài RT, đài truyền hình quốc gia của Nga đó thưa quý vị. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, người ta nhìn thấy nhân vật này đã có cái lời phát biểu như thế này nè. Mà những người dân Nga nên lưu ý về cái sự tàn bạo của một cái chính phủ đang cai trị và đàn áp mình. Đôi khi họ sống trong một cái vỏ, họ sống quá lâu ngày và họ được ru ngủ mà họ không biết rằng mình đang bị áp bức trong một cái chế độ nó rất là tàn bạo. Đồng minh của ông Putin Vladimir Solovyov đưa ra cái lời tuyên bố này nè thưa quý vị. Bất kỳ ai nha mà bây giờ mà đưa ra một cái lời nhận định, một cái lời phát biểu mà đi ngược lại với Điện Kremlin và đặc biệt là nói xấu quân đội của Nga nè và đặc biệt là chỉ trích cái cuộc chiến tranh mà Nga đang tiến hành, cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine á, thì phải xứng đáng là lãnh án tử hình. Ông nói rằng thời gian vừa qua đó có mấy cái người mà cứ ra quảng trường đỏ biểu tình ha, rồi bị bế lên phường, rồi bị bỏ vô tù hay là bị phạt á, họ không có sợ. Họ nhìn thấy những cái mức hình phạt đó họ chưa có sợ. Mở ngoặc đơn chút quý vị biết là bây giờ nói gì mà đi ngược lại với lại Bộ Quốc phòng của Nga và cuộc chiến tranh Ukraine á, thì sẽ bị bỏ tù cái mức án lên đến 15 năm tù. Nhưng mà ông này ông chưa chịu, ông Vladimir Solovyov này ông chưa chịu. Ông nói rằng cần phải có án tử hình thì mới xứng đáng để cho những cái người dân á, được nhìn thấy đó làm gương. Đừng có manh muốn cái ý định tạo phản như Wagner để rồi có số phận rất là bi đát. Mà bây giờ chỉ cần bộc lộ một cái ý gì mà đi ngược hay là chỉ trích cái cuộc chiến tranh mà Nga đang thực hiện ở Ukraine là phải chịu án tử hình. Và cái lời tuyên bố của ông này sau đó đã được chia sẻ lại trên mạng X là Twitter trước đây đó thưa quý vị, để mà thấy một điều rằng là chính những đồng minh của ông Putin đang hối thúc để mà phải có những cái hình phạt mà nó tàn bạo hơn đối với người dân của Nga. Và đây không phải là lần đầu tiên mà ông này nói như vậy. Vào hồi tháng 11 thưa quý vị, vào hồi tháng 11 khi mà có những cái thông tin rộ lên cho rằng Nga bị loay hoay trong cái đà tiến công của mình và đặc biệt thất bại ở một số mặt trận ở Kherson,
Quý vị nhớ cái giai đoạn đó thì cũng chính cái ông này đã đăng đàn lên trên đài truyền hình quốc gia và ông nói là phải bắn bỏ hết tất cả những cái người lính nào mà phản bội nè, mà hèn nhát rút lui không chiến đấu nè, và cả những cái kẻ mà đã tháo chạy khỏi chiến trường. Đó là ý kiến của những cái đồng minh của ông Putin. Nói một chút, khi Nhân nói một chút về chiến trường Ukraine, thưa quý vị, thì Hoàng Vy cũng đề cập đến ông Zelensky. Bởi vì ngày hôm nay đó, theo truyền thông của Ukraine nha, có đăng một cái thông tin như thế này nè. Là bởi vì vào cuối tuần vừa qua, ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở Mỹ đây, thưa quý vị, đã đưa ra một cái ý kiến là kêu gọi Ukraine bây giờ hãy bước vô cái cuộc bầu cử lại đi, cũng đã đến cái thời điểm phải bầu cử lại rồi. Và đây là câu trả lời của ông Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, trả lời như thế này nè. Ông nói là ok, Kiev, thủ đô Kiev sẽ tổ chức bầu cử trong thời chiến. Hiện nay họ đang trong thời chiến, họ đang oằn mình để chống lại chiến tranh, để khôi phục lại cái lãnh thổ của mình, sự độc lập của mình và bảo vệ nền dân chủ của mình. Ok, Kiev sẽ tổ chức lại bầu cử nếu, thứ nhất, Mỹ và Âu Châu phải chia sẻ cái chi phí bầu cử đó. Quý vị biết là những cái chi phí bầu cử nó không hề nhỏ, nhất là ở Mỹ đây nè, thưa quý vị, cả 100 tỷ Mỹ Kim để mà phục vụ cho một cái cuộc bầu cử tổng thống. Thì ông Zelensky nói thứ nhất là Mỹ và Âu Châu hãy chia sẻ chi phí, chịu chia sẻ không? Thứ hai là các cái nghị sĩ ở Quốc hội Ukraine cũng chấp nhận bầu cử lại. Và điều thứ ba là người dân phải chấp nhận, phải đi bỏ phiếu. Tại vì hiện nay đất nước đang trong thời chiến, đang đánh nhau bùm bùm như vậy, thì làm gì mà có thời gian để mà đi bỏ phiếu, để mà nghe những cái cuộc vận động tranh cử, thưa quý vị. Đó là cái điều kiện của ông Zelensky đặt ra. Và ông nói như thế này nè, ông sẽ không có bao giờ chi khoảng 135 triệu đô la Mỹ như trước đây đó, để mà thực hiện một cái cuộc bầu cử trước đây là trong thời bình, và bây giờ ông sẽ không có chi số tiền tương tự như vậy để mà tổ chức bầu cử trong thời chiến. Số tiền đó, ông nói thay vì vậy, ông sẽ đầu tư vô để vào vũ khí thì hơn, để giúp cho quân và dân của Ukraine chống lại cái cuộc xâm lăng của Nga thì hơn. Và đó là cái ý kiến của ông Zelensky trả lời. Và một cái điều cuối cùng nữa, Ukraine bây giờ cũng rất là khó tổ chức bầu cử, là bởi vì cứ 90 ngày một lần là Ukraine ban bố thiết quân luật. Cho nên nhiều người cho rằng đây cũng chính là một số cái điều kiện mà Ukraine không thể tổ chức bầu cử như cái lời kêu gọi của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở trong Mỹ và là một đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Nhưng nhắc về cựu tổng thống Donald Trump thì quý vị biết rằng ông Trump rất được cái sự ái mộ của bên Nga. Chúng ta không thể phủ nhận được thực tế này, thưa quý vị. Đây không phải là một thuyết âm mưu, một cái lời võ đoán mà gần như là sự thật. Bởi vì các cái đồng minh của ông Putin ở Nga hay những cái nhân vật trên những cái phương tiện đài truyền hình quốc gia đó vẫn thường xuyên gọi ông Donald Trump và rất là ưu ái, sủng ái đối với ông. Ví dụ nhé, như là một cái ký giả truyền hình có tên là Valentin Bodanov. Ông này đã có một cái chương trình phát sóng live 60 phút và ông gọi ông cựu tổng thống Donald Trump là Our Strawberry Blonde, có nghĩa là một cái mái tóc vàng và rất là ưu ái của bên phía nước Nga. Và ông nói rằng ông Trump đang phải chịu đựng một cái cực hình và là gần như là một cái vị nguyên thủ, một cái vị lãnh đạo của nước Mỹ mà đang chịu sự cực hình gần như là duy nhất ở trong nước Mỹ với những cái sự tấn công quá sức là dã man của bên phía đảng Dân Chủ, một cái chính phủ mà thối nát và độc tài và độc ác của Biden đang tấn công đối với cựu tổng thống Donald Trump trong 4 cái vụ truy tố hình sự vừa qua. Đó là ý kiến của đồng minh ở bên phía Nga. Chúng tôi thuật lại để thấy một điều rằng những người bên phía Nga cũng đang nín thở chờ đợi xem là ông Trump có thể vượt qua được những cái rắc rối pháp lý kỳ này hay không, thưa quý vị. Và họ còn đi xa hơn, cũng các ông ký giả như hồi nãy Hoàng Vy thưa. Vào hôm ngày thứ năm á, cái buổi chiều mà cựu tổng thống Donald Trump đã phải chụp hình mất sót khi mà trình diện ở nhà tù Rice Street ở Fulton County ở Georgia đó, thưa quý vị, thì ông này cũng xuất hiện trên cái đài truyền hình RT. Và ông nói như thế này nè, ông so sánh những cái gì mà ông Trump phải chịu với ông Martin Luther King và ông Nelson Mandela của Nam Phi. Và ông nói rằng đây là những cái nhân vật lãnh tụ tinh thần mà đang suffer, đang chịu đựng chỉ vì họ nói lên sự thật mà thôi.
đúng hay sai thì tùy quý vị nhận định khi mà so sánh ông Trump với lại ông Martin Luther King là cái người đã dẫn dắt phong trào đấu tranh đòi sự bình quyền sắc tộc và chống lại cái sự áp bức đối với người da đen đối với phong trào nô lệ trong nước Mỹ. Và ông Nelson Mandela cũng vậy, là một tổng thống Nam Phi và đã đấu tranh cho cái chuyện mà cho cái chế độ dân chủ của Nam Phi có được ngày hôm nay. Và bên phía Nga, người ta đang so sánh ông Trump với hai vị như vậy đó. Nhưng mà đồng thời, thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, trong cái chương trình 60 phút ở đài truyền hình quốc gia của Nga, người ta lại nhìn thấy một cái sự thay đổi. Ông Trump vẫn được yêu quý và vẫn được ưu ái. Nhưng mà bắt đầu, bên phía Nga để ý tới một cái nhân vật số 2, ông Trump là number one. Và bây giờ có một nhân vật số 2, thưa quý vị. Nhân vật đó đã từng là Ron DeSantis. Quý vị nhớ Ron DeSantis đã từng nói rằng là không có ủng hộ, tiếp tục ủng hộ chuyện Mỹ yểm trợ cho Ukraine là bởi vì đó cũng chỉ là cái cuộc mà xung đột về lãnh thổ mà thôi, ở Ukraine mà thôi. Nhưng mà bây giờ Nga không có chú ý Ron DeSantis nữa bởi vì Ron DeSantis đang tuột dốc không phanh trong những cái chiến dịch tranh cử của mình và trong mắt những người cử tri trên cả nước, thưa quý vị. Mà họ đang chú ý đến nhân vật số 2. Quý vị có biết nhân vật số 2 đó là ai không? Nhân vật số 2 mà đang được nước Nga rất là kỳ vọng và chờ đợi có thể làm nên cơm cháo gì không để mà những cái gì xảy ra ở Mỹ nó sẽ có thể có những cái ảnh hưởng tới với Nga. Đó là ứng cử viên trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa đã xuất hiện trên cái sân khấu trong cái cuộc tranh luận vừa rồi, hôm thứ Năm vừa rồi, thưa quý vị. Đó là ông Vivek Ramaswamy. Hoàng Vy nhiều lần, thưa quý vị, là Tây Triệu Phú, 38 tuổi, đã xuất hiện trên sân khấu và dõng dạc nói rằng tôi chỉ là một doanh nhân thành công và bây giờ tôi bước ra để mà tôi kế thừa một cái nước Mỹ xứng đáng có một cái lãnh đạo mà trẻ tuổi để mà dẫn dắt nước Mỹ. Ok, tinh thần tươi mới. Đó là điều rất là đáng khích lệ, nhất là trong hiện nay người ta quá ngao ngán ở Washington, chẳng những là ông Tổng thống mà cả những vị thượng nghị sĩ đã trở nên quá già cỗi và người Mỹ mong đợi một cái hình ảnh trẻ trung tươi mới hơn. Nhưng mà Ramaswamy nói gì, thưa quý vị, về cái chuyện mà yểm trợ dành cho Ukraine? Nói rằng không ủng hộ cho Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine bởi vì Mỹ lo củng cố ở nhà đây nè. Lo củng cố biên giới nè, lo giải quyết những vấn đề về kinh tế đây nè. Không có cái chuyện, Nga không phải là kẻ thù của Mỹ, chỉ có Trung Quốc mới là kẻ thù của Mỹ thôi. Cái lời tuyên bố rất là hùng hồn của Vivek Ramaswamy, thưa quý vị, mà Hoàng Vy đã tường thuật rồi, ngay lập tức bị ông Mike Pence đứng bên tay phải của Ramaswamy tát một cái bốp, bà Nikki Haley đứng bên tay trái vỗ một cái bốp. Hai người đều chỉ trích và nói rằng đây là một cái tuyên bố rất là ấu trĩ. Bởi vì nói như lời bà Nikki Haley đó, thưa quý vị, là Mỹ không có làm như vậy đối với những người bạn, đối với đồng minh của mình. Và Mỹ làm sao có thể khẳng định được cái vị thế của anh cả trên chính trường thế giới nếu như mà chỉ có chăm bẩm mà lo những cái vấn đề ở trong nước mà thôi. Ông Mike Pence cũng vỗ tay triệu phú trẻ này một cái bốp và nói rằng bây giờ nước Mỹ không thể nào mà trải qua cái giai đoạn mà gọi là cầm tay mà dẫn việc với những cái vị tổng thống nếu có mà non trẻ như thế này. Mike Pence nói là Vivek ơi, để cho tôi giải thích cho Vivek nè. Nước Mỹ vẫn vừa làm được những cái việc đó, chăm sóc đời sống an sinh xã hội của người dân, giải quyết những vấn đề khủng hoảng ở biên giới, xây dựng lại kinh tế của nước Mỹ. Nhưng đồng thời nước Mỹ cũng phải thực hiện cái nhiệm vụ trên chính trường của thế giới. Chúng ta có thể làm hai việc đó cùng một lúc, Vivek ơi. Đó là cái ông Vivek, và hiện nay Hoàng Vy muốn cập nhật quý vị là ngoài ông Trump là number one thì Vivek Ramaswamy đang được nước Nga để ý đến và nhân vật được yêu thích number two của nước Nga, thưa quý vị. Và trở lại với nước Mỹ và nhân nhắc đến cựu Tổng thống Donald Trump thì quý vị nhớ là vào hôm thứ Năm vừa rồi, chắc chắn là truyền thông quý vị nếu mà đọc báo, nghe đài hay là xem TV sẽ thấy là lũ lượt nhắc về cái sự kiện cựu Tổng thống Donald Trump đã ra trình diện tại Georgia và đã phải chụp hình mất sót. Và bởi vì sao đi đâu cũng nhắc về cái sự kiện này là bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, thưa quý vị, có một cựu Tổng thống đã phải ra tòa hình sự 4 lần và đặc biệt là ông phải chụp hình nhận diện
hiện khi mà câu lưu. Chuyện này thực sự là gây sốc nước Mỹ và cả thế giới. Nhưng mà cựu Tổng thống Donald Trump đã biết làm bàn, đã biết tận dụng cái cơ hội làm bàn và biến nguy thành cơ như chúng tôi có thừa. Và ông đã sử dụng những tấm hình mugshot của mình. Trong đó, ông pose và ông tạo dáng với đôi mắt là mang hình viên đạn để đưa ra một cái thông điệp là I will never surrender, không bao giờ đầu hàng. Và ông gửi cái thông điệp đó dưới tấm hình của mình và kêu gọi những người ủng hộ mình hãy tiếp tục gây quỹ. Một tấm hình mà bây giờ sau gần một tuần nhìn lại chúng ta vẫn cảm thấy nó rất là đặc biệt và độc đáo, thưa quý vị. Đúng là nhân vật Donald Trump có 102. Thực sự là như vậy, dù thích hay không thích ông, Donald Trump vẫn là một nhân vật có 102, thưa quý vị, tạo ra rất là nhiều hiệu ứng ở trong dư luận xã hội và truyền thông. Và quý vị biết gì không, là khi mà chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tận dụng cái tấm hình mà ông chụp hình mất sót như thế này, và họ bán lũ lượt, thậm chí chẳng những là chiến dịch tranh cử của ông bán mà con trai của ông cũng rào trên mạng xã hội, nào là một cái chiếc cốc nước á, mà có đăng cái tấm hình này thì giá là bao nhiêu, t-shirt mà có đăng hình là bao nhiêu, hay thích nữa thì mua sticker dán lên trên hai má hay dán lên trên ngực áo hay là những chiếc nón. Nói chung là tận dụng và rao bán rất là nhiều. Và kết quả là gì? Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố là họ đã thu được 7.1 triệu đô la Mỹ sau cái sự kiện là ông Trump xuất hiện ở Georgia. Và bây giờ họ đã thu được cái số tiền rất là lớn là 7.1 triệu đô la Mỹ, thưa quý vị. Và họ nói rằng á, tổng cộng trong vòng 3 tuần vừa qua, kể từ ngày mà ông Trump bị truy tố ở Washington cho đến bây giờ đó, trong 3 tuần thì họ thu được là 20 triệu đô la Mỹ. Trong đó kỷ lục nhất mà chiến dịch tranh cử của ông Trump hồ hởi loan báo riêng ngày thứ 6 thôi nhé. Chiều tối thứ 5 ông Trump chụp hình mất sót phải không? Riêng ngày thứ 6 ông đã thu được là 4.1 triệu đô la Mỹ, một cái số tiền rất là lớn, thưa quý vị. Và họ tuyên bố những cái con số này để nói lên điều gì? Nói rằng dẫu cho ông Trump, trích nguyên văn, đang bị truy tố, đang bị truy sát, đang gồng mình để chịu cái sự truy sát của Bộ Tư pháp, của một cái chính phủ Biden, thì ông vẫn đang chiếm thế thượng phong ở trong cử tri của đảng Cộng Hòa. Đó là cái thông điệp mà bên chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra. Còn cái thông điệp đó có thực sự đúng hay không á, thì chúng ta cũng phải xét lại. Bởi vì trong những cái bản thăm dò gần đây, thưa quý vị, nhất là cái bản thăm dò của AP mà chúng tôi đọc được hôm cuối tuần vừa qua, thì quá nửa người cử tri được hỏi đó, họ cho rằng nếu như mà cựu tổng thống mà sau những cái phiên tòa xét xử mà cho rằng ông có tội đó, thì ông phải xứng đáng đối diện với những cái hình phạt như bất kỳ một cái nghi can nào khác trong những cái vụ án hình sự khác. Đó là cái câu chuyện về ông Trump. Nhưng mà khi chiến dịch tranh cử của ông Trump cứ loan báo liên tục hồ hởi nói về cái con số mà họ thu được rất là lớn, nào là 7 triệu, nào là 20 triệu, thì quý vị, có những cái câu chuyện khác nó lặng thầm hơn, cũng liên quan tới cái vụ truy tố này. Nhưng mà phải nói để cho chúng ta thấy một cái điều rất là xót xa. Chúng ta vừa thấy tội nghiệp và chúng ta vừa thấy xót xa, nhưng biết sao được, luật pháp vốn rất công bằng, luật chơi vốn rất công bằng. Nếu mà làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. No one above the law. Nhưng có câu chuyện như thế này nè, thưa quý vị. Quý vị biết là Georgia truy tố đó là 19 đồng phạm, ông Trump và 18 đồng phạm khác. Và quý vị biết rằng là cái tuần vừa qua đó là ông Trump và những nghi phạm trong cái vụ án này đã ra trình diện hết rồi. Và họ đóng tiền để mà được tại ngoại hết rồi. Cao nhất là ông Trump đóng 200.000 đô la Mỹ và thấp nhất đó, rồi đến ông Giuliani là cũng 150.000, ông Mark Meadows là 100.000, rồi thấp nhất cũng là 15.000, tức là những cái tay mà bầu cử ở địa phương đó và đứng ra và đưa ra những cái lời tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử ở Georgia. Quý vị biết cái câu chuyện này rồi. Trong cái số cuối tuần vừa qua, Hoàng Vy cũng có thưa quý vị về câu chuyện là cái tiền mà đóng tiền mà tại ngoại như thế này nè, thực sự nó bộc lộ một cái thứ gọi là cuộc đời đó, những cái mảnh ghép của cuộc đời, thưa quý vị. Khi mà ông Trump từ cái tiền đóng góp của bá tánh có tiền thì ông được ung dung bước vô để làm vài cái thủ tục đóng tiền thế chân rồi bước ra.
Trong khi đó có những nghi can trong những cái vụ án mà không phải là bị truy tố về cái tội tấn công vào nền dân chủ của nước Mỹ và đảo ngược kết quả bầu cử đâu. Chỉ là những cái tội rất là nhỏ, ví dụ như là trộm cắp vặt nè, thậm chí là nhổ nước bọt vào cảnh sát nè. Nhưng mà vì không có được 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ mà phải chấp nhận cái cuộc sống ở trong nhà tù Rice Street Fulton County, để rồi chết ở trong nhà tù luôn. Chúng tôi đã thưa những tên tuổi và trường hợp rất là cụ thể trong cái chương trình kỳ trước. Nhưng mà ngày hôm nay đây nè, thưa quý vị, Hoàng Vy muốn thưa kể cả trong chính cái vụ án này, cái câu chuyện bị truy tố của Georgia đối với ông Trump và những người đồng phạm đó, thì nó vẫn có những cái thân phận rất là khác nhau. Ví dụ, những người khác đã ra trình diện và đã đi về. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã đi về, và sau đó ông loan truyền những cái thông điệp, rồi ông bán áo, ông gây quỹ và ông thu được số tiền rất là lớn, 7 triệu đô la Mỹ rất là lớn. Trong khi đó đồng phạm của ông, người đã tham gia vô những cái nỗ lực để đảo ngược kết quả bầu cử Georgia, thưa quý vị, không có được số tiền để mà tại ngoại và bây giờ chấp nhận ở tù, mắc kẹt trong nhà tù Rice Street ở Fulton County, vốn là một nhà tù Hoàng Vy thưa rất nhiều lần khét tiếng với cái điều kiện sinh hoạt rất là khắc nghiệt. Và nội trong năm ngoái đó đã có hơn 15 trường hợp phải chết ở trong nhà tù. Và bây giờ Bộ Tư pháp đã vào cuộc, trước khi xảy ra câu chuyện vụ truy tố ông Trump là Bộ Tư pháp đã vào cuộc để mà điều tra về cái tình hình mà quản lý của nhà tù nơi này. Và đó là cái nhân vật có tên là Harrison Floyd, là thủ lĩnh của nhóm Black Voice for Trump, thưa quý vị. Ông là có nghĩa là người da đen ủng hộ cho ông Trump đó. Ông này đó nói với tòa rằng là ông bây giờ ông không có tiền. Ông có tiền từ 40.000 cho đến 100.000 đô la để mà thuê luật sư và đứng đại diện cho ông, rồi đóng tiền bảo lãnh cho ông. Cho nên thôi giờ tôi không đủ khả năng thuê luật sư, mà tôi cũng muốn gia đình tôi mắc nợ, thôi tôi ô tù. Và ông đã ở tù từ cuối tuần qua cho đến nay, thưa quý vị, và chúng ta chờ đợi xem số phận của ông như thế nào. Có thể là ông Floyd này là một cựu quân nhân thủy quân lục chiến và ông là một võ sĩ trong bộ môn võ thuật tổng hợp, có nghĩa là cũng có võ, thì có thể ông tự tin là ông sẽ đối kháng được với những cái tù nhân nào mà bắt nạt ông ở trong tù. Có thể, và ông nghĩ rằng ông sẽ survive. Nhưng mà đó là một khía cạnh, nhưng mà có thể ông nghĩ rằng giờ không có tiền thì làm sao đây? Thôi, vô tù ở luôn. Chúng ta chờ đợi xem sắp tới thời gian cái số phận của ông như thế nào. Nhưng ông này đã làm gì, thưa quý vị? Ông đã buộc một nhân viên bầu cử phải tuyên bố sai sự thật là ở Fulton County đã xảy ra gian lận bầu cử. Ông áp lực cái nhân vật này như vậy và bây giờ ông phải đối diện với pháp lý. Và một lần nữa, ngoại trừ ông Floyd này, tất cả đều đang được tự do ở bên ngoài, thưa quý vị. Và chỉ vì ông Floyd này đã dính vào cái đường dây đảo ngược kết quả bầu cử, nhưng bây giờ ông không có tiền để mà được tại ngoại. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.